Hello, xin được chào mừng tất cả anh em đã đến với chuyên mục nhận định soi kèo và dự đoán kết quả tỷ số của những trận cầu tâm điểm trong thế giới túc cầu mỗi ngày trên kênh Kèo Bóng Tôn Tử. Kênh bóng đá uy tín luôn mang lại những niềm vui chiến thắng ở mỗi trận đấu cho anh em. Và tiếp tục đến với video ngày hôm nay, mời toàn thể anh em cùng với Tôn đến với trận đấu quan trọng cũng là trận đấu hấp dẫn nhất của bảng B của vòng loại AFF Cup 2022. Trận đấu đang được rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta quan tâm, đó là trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có cuộc đón tiếp đối thủ là Malaysia ngay tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 17:30 ngày 27 tháng 12. Và Malaysia cũng được coi là một đối thủ mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Họ cũng được cho là đối thủ xứng tầm của thầy Bắc cùng với những ngôi sao vàng của chúng ta. Liệu rằng ngay tại sân nhà của mình thì những ngôi sao vàng của chúng ta sẽ đánh bại những chú hổ Mã Lai với tỷ số cách biệt bao nhiêu? Thì anh em hãy cùng với Tôn đi tìm hiểu sâu hơn về hành trình lên ngôi vô địch sắp tới của đội tuyển Việt Nam, cũng như sự chuẩn bị của hai đội bóng lúc này trước thềm trận đấu sắp được diễn ra đang như thế nào anh em nhé. Và trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đối thủ Malaysia. Tính đến thời điểm hiện tại thì Malaysia đã vươn lên ngôi đầu bảng B sau khi giành chiến thắng đậm 5-0 trước nước bạn Lào. Và trước đó họ cũng đã có chiến thắng nhọc nhằn trước Myanmar với cách biệt tối thiểu là 1-0. Như chúng ta thì cũng đã biết, ở trận đối đầu với Myanmar, Malaysia chơi không được lòng người hâm mộ khi lối chơi của họ không có gì là đặc sắc. Hai đội chơi rời rạc không khác gì cơm răng thập cẩm mà quán Phở Huy tại Hà Nội mà đoàn chúng tôi hay ra ăn hàng ngày. Để đánh giá sâu hơn về những chú hổ Malay thì gần như không có nhân tố nào nổi bật cả. Họ chơi theo kiểu sức mạnh. Malaysia họ có nền tảng thể lực rất tốt, họ có tốc độ và sức dướn, khiến cho mỗi lần lên bóng nhanh sẽ gây lên nguy hiểm nhiều cho đối thủ. Họ chơi thiên về hai cánh, những lần dốc biên với tốc độ cao sẽ làm cho những đối thủ có thể lực yếu như Lào sẽ không thể theo kịp. Và mỗi lần họ dứt điểm trong một tư thế thoải mái mà không có ai đi kèm. Và đó cũng là điểm mạnh của Malaysia trong hai trận vừa qua. Thực tế thì Myanmar và Lào không được đánh giá cao nên những chiến thắng của Malaysia không nói lên được điều gì nhiều. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta không phòng ngự lỏng lẻo như Myanmar hay là Lào, nên Malaysia chắc chắn sẽ không thể chơi bóng như trốn không người như hai trận vừa rồi được. Đội tuyển Việt Nam cũng có những cầu thủ tấn công chất lượng hơn hẳn Lào và Myanmar, nên chắc chắn ba hàng thủ của Malaysia sẽ bị thử thách và hoàn toàn có thể bị xuyên thủng bất cứ lúc nào. Với lối chơi kỹ thuật và gắt xít cao của chúng ta thì đã làm cho nhiều đối thủ phải khiếp sợ. Hơn nữa, năm nay thì thầy Bắc đã triệu tập một đội hình rất là chất lượng như là thủ môn Đặng Văn Lâm, Quang Hải, Hùng Dũng hay là Tiến Ninh. Họ là những cái tên đã sát cánh và rất hiểu nhau từ rất lâu rồi. Mũi nhọn hàng công của chúng ta đang thi đấu rất chất lượng. Còn hàng thủ thì không phải chê rồi anh em nhé. Những cái tên trong màu cờ sắc áo của Việt Nam thì anh em cũng đã biết hết cả rồi. Tôn sẽ không nhắc lại những tên cầu thủ nữa. Và ở lối chơi của thầy Bắc của mùa giải năm nay dành cho các học trò thì cũng hoàn toàn khác. Ông đã đưa ra nhiều cách chơi phối hợp đa dạng cho những ngôi sao vàng trên sân cỏ. Có thể chơi nhịp điệu chắc chắn khiến cho đối thủ phải khó chịu. Khi cần thì các cầu thủ của chúng ta sẽ phối hợp ban bật một chạm, sẽ đẩy nhanh tốc độ khiến cho đối thủ trở tay không kịp. Chiến thuật ra vào của thầy Bắc cũng rất đa dạng trong trận đấu, khiến cho người hâm mộ chúng ta luôn có cảm giác yên tâm và hài lòng. Và điều quan trọng hơn nhất là giải đấu năm nay sẽ đem lại rất nhiều may mắn cho chúng ta. Tôn sẽ tiết lộ cho anh em một tin rất hot cho đội tuyển quốc gia Việt Nam ở năm nay. Đó là một quan chức cấp cao trong ban tổ chức thể thao đã tìm đến một thầy phong thủy nổi tiếng ở Trung Quốc. Và ông thầy phong thủy đã khẳng định là Việt Nam của chúng ta sẽ vô địch mùa giải AFF Cup năm nay. Đó cũng là một tin vui cho tất cả người dân chúng ta. Nhưng không phải vì thế mà các cầu thủ của chúng ta sẽ lơ là. Những ngôi sao vàng của chúng ta sẽ cần phải nỗ lực hơn, sẽ phải cố gắng không ngừng để nhìn đến một tương lai mới của mùa World Cup 2026 khi FIFA đã sẽ cải tiến thêm 8 đội bóng được góp mặt tham gia. Vì thế chúng ta sẽ đừng tiếc gì một lời cầu nguyện và một lời chúc tốt đẹp nhất cho thầy Bắc và những chiến binh sao vàng. Chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp tới nhé. Lúc này thì ở thời điểm hiện tại, thị trường châu Á họ đang để mức chấp bóng cả trận là 1/1.5. Và hiệp 1 là 0.5. Thì theo những chuyên gia nhận định của chúng tôi, anh em có thể chọn cho mình cửa trên là Việt Nam, là cửa đi sáng cho tất cả anh em lựa chọn. Còn tài xỉu ở trận này thì thị trường châu Á họ đang để 2.5/3 cho cả trận và 1/1.5 cho hiệp 1.
thì anh em có thể cân nhắc chọn tài cho hai mã kèo này là cửa đi an toàn anh em nhé. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là những mã kèo mà chúng tôi đưa ra để tham khảo mà thôi. Vì lúc này vẫn còn rất sớm nên chúng tôi không thể chốt những mã kèo chắc ăn cho anh em được. Trước giờ bóng lăn 30 phút khi đã cập nhật được những thông số chất lượng cũng như là những thông tin cần thiết của trận đấu thì lúc đó tôi sẽ chốt kèo cho anh em. Nếu như anh em nào đam mê bộ môn này và muốn đầu tư để đem về lợi nhuận cho mình thì hãy liên hệ với tôi vào Zalo 0924859016 hoặc Telegram @soikeochinhtuan để nhận được những mã kèo chất lượng cho mình. Còn bây giờ thì tôi xin phép được dừng video ở đây. Thay mặt anh em trong ekip xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh của mình. Chúc cho anh em có sức khỏe tốt và một ngày làm việc hiệu quả, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và sẽ toàn thắng trong hai trận cầu ở tối ngày mai. Nếu anh em yêu mến tôi thì cũng đừng quên ấn chuông thông báo để nhận được những video chất lượng cho mình của những giải đấu hấp dẫn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những lần video tiếp theo.